chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục với series Đại Chiến Vua Đầu Bếp tập 5 nha bạn. Đây là đại chiến, nghĩa là tụi mình sẽ làm những cái món mà đầu tư nhất. Còn trận chiến thì mấy cu được cái kiểu làm rất là nhiều luôn, rất là lọn. Còn này là tụi mình đại chiến là chia hai phe thôi. Và hôm nay là phe bên tay trái của mình sẽ là ăn gì? Ăn Ấn Độ. Bếp trưởng hả? Dạ. Bếp trưởng ăn Ấn Độ. Đúng rồi, đen vậy đúng nè. Rồi đây là phụ bếp của cô ăn là cú Nhật Bản. Ủa sao thằng Ấn Độ thằng Nhật Bản kìa. Em sai kịch bản rồi, nó đi ra nước nào không biết nữa. Thôi thằng này là đó là phản quát các bạn, nó là người Nhật Bản nhưng nó lại theo Ấn Độ để làm phụ bếp. Rồi đội bên phải của mình là đội Hương đến từ Hương đến từ Alaska. Wow. Còn đây là phụ bếp của Hương đến từ Nam Cực. Mấy thằng này nó không ăn nhập gì nhau hết bạn. Nhưng nói chung là ăn là sẽ làm bếp trưởng của đội bên trái, còn Hương là làm bếp trưởng của đội bên phải. Và hôm nay là tụi mình sẽ làm gọi là đại chiến vua đầu bếp tập 5 phiên bản là cua khổng lồ nha bạn. Bên phía bên trái của mình là có một con cua Tasmania Úc. Con cua này thì nó khá là bự, để mình lấy xuống coi. Lấy hụt ra nè Tú, lên Tú. Đây. Cái càng của nó mình quay từ trên, quay dưới, quay nghe được cho thôi bằng thử bằng cái tay của anh không. Đây cái càng của nó thôi là nó bự gần bằng cái tay của mình rồi nha các bạn. Và nó có một màu đỏ rất là đẹp luôn, chưa hấp gì lên nó đã đỏ như vậy rồi. Tưởng đâu nó chín luôn á, nhưng mà vẫn còn sống nha các bạn. Đây, vẫn còn bò được. Chân của nó có khá là nhiều lông. Mình sẽ xem thử coi cái phần kín của nó coi có cái gì hấp dẫn không nha. To rồi, cái càng của nó giống cái con càng cúng gì á. Đúng không? Con một cái. Đúng rồi, giống con cái bữa ăn nó bắt các bạn. Nhưng mà cái này là cái phiên bản ông nội ông ngoại gì nha, nó bự quá trời quá đất. Ngừng nó có lông nữa là như nhện vậy các bạn. Và nó là cua Tasmania. Đừng kẹp anh em. Con cua này nặng 5,23 kg và tổng giá tiền của nó là 18,305 triệu đồng các bạn. 18 triệu các bạn. Nói chung là lần đầu tiên cả đám tụi mình là ăn thử con cua này luôn, nên đầu tư ăn thử review cho các bạn xem là cua Tasmania là ăn là như thế nào rồi các kiểu. Và sẵn làm tiếp nấu ăn. Còn phía bên đây là cua hoàng đế các bạn. Con này thì nặng là 4,15 kg và giá nó là 7,553 triệu đồng. 7,5 triệu các bạn. Cua hoàng đế thì tụi mình review nhiều rồi nên hôm nay là mình sẽ bỏ qua, quay sơ vậy thôi nha. Và bây giờ là hai đội là sẽ phân chia nhau, mỗi đội nấu một loại cua nha các bạn. Nhưng mà tụi mình sẽ có một hình thức lựa chọn hên xui, đó chính là chơi quảnh tù xì. Wow. Hai bếp trưởng quảnh tù xì ha. 1, 2, 3. Vô. Bao hắn, bao hắn. Vậy là ăn chọn đi. Em chọn con này, nhìn con này nó ngầu nè, bự lạ. Vậy rồi, không lẽ giấu con này nấu quá nhiều lần rồi. Nói chung là y như là đội hắn là sẽ được nấu cua vậy các bạn. Rồi vậy nói chung là bên đội của cua ăn là sẽ được nấu con cua Tasmania. Còn bên đội của Hương chứ Dĩ thì sẽ nấu con cua nhện nha. Nắm đây đâu, nắm cái xương canh này, đây tay. Đó, nắm vậy luôn, đó. Wow. Khá là đã luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cho hai đội 2 tiếng để nấu ăn các bạn. Do mấy con này nó khá là lớn nên thời gian sẽ là 2 tiếng đồng hồ. Rồi, tách ra muốn nấu gì nấu, tách ra. Ok. Hiện tại có khá là nhiều kênh giả dạng mình ở trên TikTok các bạn. Có một kênh 200+ follow được cái kiểu rất là nhiều luôn. Nên mình quyết định tạo một cái nick TikTok tên là Lâm Vlog các bạn. Đây, nick 57k follow, nick đầu tiên. Mọi người follow giúp mình cái kênh TikTok này của mình nha các bạn. Để mình có nhiều follow và xin tích xanh. Để mình report những cái kênh TikTok giả mạo kia nha. Link TikTok của mình để ở phần mô tả video nha. Mấy bạn nhấn follow giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên là team Ấn Độ của mình sẽ hấp con cua Tasmania này trước nha các bạn. Do là con cua này nó khá là bự, xào chiên cái kiểu gì thì không có được đâu. Do là nó bự khó chín lắm. Nên mình sẽ giao cái nhiệm vụ này cho thằng Tú. Đây Tú, bếp phụ của mình. Rồi đi. Trong thời gian mình chờ con cua nó hấp chín thì mình sẽ làm nước chấm nha các bạn. Đây là những nguyên liệu làm nước chấm của mình. Gồm có là chanh thì một trái luôn, mình sắc ra, đường, muối, bột ngọt và cuối cùng là ớt. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên á thì mình sẽ cho 6 muỗng đường vào cái giá này nha các bạn. Sau đó thì mình cho 1 muỗng muối vào. Kế tiếp là mình cho 1/2 muỗng bột ngọt. Bỏ ớt vào 3 trái luôn, mình ngắt cái tinh đi. Làm cho nó cay cay mấy bạn, ăn mới ngon, hải sản phải có cay. Rồi sau đó thì mình lấy cái đồ giả này, nặn chanh vào hết luôn.
Chỉ một trái thôi là đủ rồi mấy bạn. Cái nước chấm của mình như thế này là đã hoàn thành rồi các bạn. Nãy mình suy nghĩ trong thời gian mà hấp cua thì mình lấy cái nước sốt hồi nãy mình làm thì mình để mình chấm cái càng cua thôi. Còn nước sốt lần này á là mình sẽ chấm dành cho cái chân cua. Lấy hai loại luôn để coi ban giám khảo chấm điểm sao. Biết đâu lại đậu. Tách cái này đậu cái kia chẳng hạn. Đầu tiên là mình sẽ lấy bơ Trường An. Mình cho khoảng 5 muỗng. Tiếp theo là mình sẽ cho tỏi vào. Tỏi này là tỏi bằm. Hồi nãy mình có bằm luôn rồi. Giờ cho vào thôi. Sau đó thì cho 1 muỗng hạt nêm vào. Tỏi muỗng này bự dữ vậy. Ít thôi các bạn. Thường thì mình cho đây nè. Tiếp theo là 1 muỗng đường. Và thế là đã hoàn thành được cái nước sốt bơ tỏi của mình rồi. Rồi, cua chín chưa bếp phó? Chín rồi ạ. Rồi, đem lên. Đem lên nào. Wow. Con cua này nó chín rồi hả? Chín rồi. Chín rồi. Cua này nó mình thấy là khá là bự luôn các bạn. Nên mình sẽ chia ra làm 3 phần. Mình làm 3 món. Cái càng á thì mình sẽ để không thôi. Đập ra ăn cho nó ngậu và chấm cái nước sốt đặc biệt của mình. Còn cái chân thì mình sẽ làm chân bơ tỏi. Cắt ra mình chế bơ tỏi lên thôi. Còn cái mình này thì mình sẽ làm đúc lò nha các bạn. Ban đầu mình tưởng mấy cái chân con này nó nhỏ lắm. Ớ, rụt quá luôn à. Đúng rồi, biết phó phải phụ chứ. Thịt đó kìa. Trời ơi. Bậy quá nha, bẻ cục thịt bự quá nha. Rồi, thử miếng luôn. Được. Sao? Ờ, ngon kìa. Ơi. Biết chuẩn cũng lỡ nha các bạn. Lỡ thì mình cũng ăn thử luôn. Ngọt thịt. Nó ngon ngọt mặn mặn. Đúng rồi. Không chắc thịt. Nhưng mà nó hơi đục quá. Ơi, nữa à? Nữa không? Wow. Em bẻ ngược xuôi xuống. Ừ. Nữa. Không này. Không có. Này mình để qua bên đây em. Mình để qua một cái dĩa bên đây. Nước. Nước nó hả? Nhìn nó hơi u quế xíu bí phó. Đi đổ bí phó. Coi. Phần cuối cùng của mình. Mình sẽ khui mình lấy cái vỏ này với mình móc thịt của nó ra. Bỏ vào trong đây. Nhưng mà cái phần khui này thì mình không biết sao đây. Đáng nhẽ cái phần khui này phải cho bí phó chứ nhờ. Bí phó cười ra. Cái bàn tay của mình là đã rửa xà bông rồi nha các bạn. Rất là sạch à. Không có dơ đâu. Wow. Muỗng đâu bí phó. Húp này bí phó. Wow, cái này mình không biết gì nữa. Cho bí phó thử ha. Thôi, cái muỗng mượn dữ à. Không biết em. Hay sao? Anh đang ngát à. Này cho anh thử miếng. Thôi, bếp trưởng không muốn đâu. Thôi để cho miếng luôn đi. Cuộc sống phải có trải nghiệm chứ. Hơi béo rồi. Ủa, nó béo mà nó đắng lắm. Béo mà đắng. Mình sẽ rửa cái phần này nha các bạn. Tại vì á là mình sẽ lấy. Mình định làm á là cái dạng là mình móc hết thịt của cái đầu con cua này mình nhét vào đây. Sau đó mình sẽ bỏ những thành phần này vào nè các bạn. Rau củ quả có sẵn. Với mayonnaise. Rồi thêm cái gì ta? Phô mai kéo sợi nữa. Mình móc cái này giống như mình đang móc sình ghê mấy bạn. Nó rất là mềm. Cái đó gọi là móc cua của em. Cua. Nè cái phần béo béo nè. Cái phần gạch này là không thể bỏ qua được. Bỏ vô. Chảy miếng luôn. Nhìn ngon quá. Chứ ngoài là không nước miếng chảy chứ. Hồi trước mình cảm thấy là cái phần mình của nó rất là ít thịt mấy bạn. Không phải nhiều cho lắm. Nó không bằng mấy con cua vàng đế. Thường mình nhớ con cua vàng đế thịt bên trong nhiều lắm. Ngay mấy cái chân á. Mình lột cái mai cua từ nãy giờ thì được như đây thịt nè các bạn. Nó ít thịt lắm, không phải nhiều. Không biết là do là bếp phó của mình luộc nó chín quá hay là do mình không biết cách lột hay sao á. Nó có như đây thịt rồi. Công đoạn tiếp theo của mình á là sẽ lấy cái thịt cua hồi nãy mình gửi ra các bạn. Mình bỏ rau củ bên đây vào. Mình làm y như xà lách trộn á các bạn. Phó bếp. Xịt mayonnaise lên là trộn phó bếp. Được rồi, như đó là nghĩ là quá đủ rồi. Đó, thịt cua kìa, có cả gạch luôn á phó bếp. Nhìn hấp dẫn không? Nhìn muốn ăn liền luôn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ bỏ phô mai kéo sợi lên nha. Mình bỏ hết luôn kéo sợi cho nó đã. Mình đã hoàn thành cái mai cua nè các bạn.
Giờ thì mình sẽ đưa cho phó bếp đi đút lọ. Rồi bây giờ mình sẽ đút lọ 15 phút. Rồi trong thời gian mình chờ cái mai nó chín thì mình sẽ làm cái phần chân nha các bạn. Đây là cái phần chân cua. Mình để y một cái chân cua như thế này thì ban giám khảo rất là khó ăn. Mình sẽ cắt ra. Wow, mình thấy cục thịt bên trong rồi mấy bạn. Thôi. Wow. Mình sẽ để lên đây. Wow, full thịt luôn nè. Giờ thì mình sẽ rắc cái sốt bơ tỏi của mình lên trên cái thằng mấy con mấy cái miếng thịt cua này. Ok, mình đã có một món hoàn thành rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ làm nước chấm nha. Rồi vô thôi vậy. Chỉ chờ em cắt cái hành tây này ra. Cắt sau đó băm nhỏ. Ok. Giờ dĩ cắt ớt rồi. Nhớ loại bỏ hạt. Chỉ dùng da ớt thôi. Sau đó băm ớt nhuyễn ra. Cho một chút dầu ăn vào. Mình sẽ cho hành tây vô. Tiếp theo đó mình cho ớt vô. Ớt này nó bằng nhỏ nên mình cho tới ớt vào nha. Tiếp theo đó là mayonnaise. Còn cuối cùng thì cua hoàng đế cũng đã luộc xong rồi nha mấy bạn. Rồi đem ra đây bếp hót. Giờ mình sẽ lấy một cái chân ra. Đó. Vừa chín tới luôn á. Sau đó mình sẽ lấy cái kéo cái phần chân ra, cắt một đầu rồi sau đó đầu thứ hai. Thì hồi đó mình đút coi nha. Wow, bỏ vô dễ luôn. Ok, thì nãy giờ là mình lấy được 4 cái nha mấy bạn, tại vì cua này luộc hơi lâu á nên nó hơi rụt. 4 cái và một đống thịt như thế này. Bây giờ mình sẽ đem 4 cái chân này đem đi chiên giòn nha. Bột nhìn có vẻ ổn rồi mấy bạn. Gắp một cái chân, nhúng vào. Tiếp theo mình sẽ tách cái mai cua này ra để nấu món súp cua nha. Cái này cũng khá là dễ tách luôn mấy bạn. Wow, nước quá trời luôn. Phó bếp đâu, lấy anh cái muỗng húp thử coi. Y như là món đậu hũ vậy. Khá là béo luôn á, mặn mặn, béo béo. Sau đó mình sẽ tách cái thịt cua bỏ vào tô nha. Cua này khá dễ lấy thịt luôn á. Cứ lấy tay bóc là được rồi. Không có nằm núp núp cái kiểu. Còn đây là súp cua mình mua ngoài chợ nha mấy bạn. Đây, thịt cua nó nhỏ xíu à, cộng cộng bé tí luôn. Bây giờ mình sẽ hô biến nó thành súp cua hoàng đế nha. Đổ mớ thịt thì vô. Đó, miếng nào miếng nấy chà bá luôn. Tiếp theo đó mình sẽ múc cái súp cua hoàng đế vào cái mai cua nha. Đây mai cua là mình đã làm sạch rồi. Rồi cuối cùng hai đội đã hoàn thành hai cái món cua nha các bạn. Rồi đội của bên Hương thì có món gì giới thiệu cho các bạn xem coi. Rồi mời Dĩ đọc tên. Cua đậu hoa. Cua đậu hoa hả? Cái này là súp cua. Súp cua. Con này cái này là kẹt cua. Con này chân cua đã được chiên bột. Sao nghe không nhậu quá à. Nè, để mình giới thiệu lại nha mấy bạn. Đây là súp cua hoàng đế. Wow. Chân cua hoàng đế tẩm bột chiên giòn. Wow. Càng cua gai góc của hoàng đế đế vương đang ngậm cái đang cầm cái hoa hồng nè. Chứ phải là đơn giản là càng cua hoàng đế thôi à. Nói chung là bên đội của cô Hương với cô Dĩ là cua hoàng đế chiên giòn và súp cua hoàng đế. Rồi tiếp theo bên đội của cô ăn thì giới thiệu món em. Đội Ấn Độ mà anh. Đội Ấn Độ ok. Rồi. Món này món gì? Phó. Càng cua chơi đồ hoa hồng. Càng cua hoa hồng hả? Đúng rồi. Còn cái này chân cua dặm bạc hà. Quá từ heo. Còn cái này mai cua rau củ quả. Wow, nghe tên nghe lúa vậy luôn á.
Rồi trước khi bữa tiệc thì mình sẽ khui cái chai nước nho nha bạn. Mình không biết uống rượu nên mình uống nước nho thôi. Chắc bắn vô đầu luôn. Chuẩn bị hứng đạn nha. Cái đầu hả? Nước nho có ga. Lên khói rồi cái là đã luôn. Tại mình mới ốp lạnh đó. Nên nó lạnh nên nó lên khói đó bạn. Đây, chân cua hoàng đế chân giòn hả Hương? Đúng rồi. Wow. Quá đã luôn các bạn ơi. Chấm gì? Chấm cái nước sốt bí tuyền. Chấm nước sốt bí tuyền nha bạn. Khỏi nghi ngút luôn. Cay cay. Ngọt ngọt, mặn mặn. Thơm béo nữa. Cái chua nè. Có chua nữa hả? Sao chua nó nghe ta? Đủ vị luôn. Khá là giòn à. Thơm, béo, ngọt của thịt cua. Rất là ngon luôn, rất là ngon. Wow. Wow. Ngon rồi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ ăn càng cua gai góc hoa hồng hả? Này là nguyên chắc luôn, luộc luôn á. Dàn nước. Sao khó lấy quá ta? Phải kệ ăn đại luôn nha bạn. Chấm nước sốt bí tuyền luôn. Khá là ngọt thịt. Rất là ok. Rồi tiếp theo là súp cua Hàn Quốc đúng không? Hoàng đế mà. Súp cua hoàng đế. Ok. Súp cua hoàng đế các bạn. Sao tay gung dữ anh? Lắc cho nó ra nước em. Súp cua ok. Thịt cua hoàng đế ngọt. Con này là trứng cút đế vương. Tấn cút đế vương. Wow, tấn cút đế vương. Sao giống chim cút quá à, tấn chim cút quá à. Đế vương thì cũng là người thôi, lộn cũng là chim thôi. Rất là Amazon, cút chết luôn nha bạn. Ok, mình chăm nước nho và ăn với món thứ hai của đội ăn đến từ đâu của anh ta? Ấn Độ mà anh. Ồ, ok, ăn Ấn Độ nha bạn. Không Bắc Cực nữa hả? Hàng này mới Bắc Cực đúng không? Tú Bắc Cực. Em Nhật Bản. mình cứ đi nhầm lẫn bên kia hoài hả? Em Brazil good job luôn, một thằng thì Ấn Độ. À thằng thì Nhật Bản. Okuda đúng không? Ok. Có gì ăn không? Đây. Ủa. Mình sẽ ăn thử cái món mai cua hấp củ rau củ quả. Tên nghe lú vải luôn các bạn. Rau này là hôm thôi không nên ăn. Ủa hết kéo sợi rồi. Ngồi hả? Ngồi hết kéo sợi nha bạn. À cái loại phô mai này mình mua cái loại nó không kém nhiều. Thấy không? Rồi, không kém sợi rồi. Ăn thêm tí rau nữa. Rồi, điểm trừ. Rau củ quả. Ngọt ngọt. Rau củ quả. Nghe có thịt cua nữa. Béo phô mai nữa. Mà phô mai nó hơi nguội á. Hơi dai. Em trộn lẫn tất cả cái tinh túy vào đó anh. Ăn béo bổ lắm. Nói chung là rất là ok, nhưng mà phô mai hơi phèo chút là không kéo sợi. Tiếp theo món này đi. Và đây là món chân dặm bạc hà. Trời ơi, quá tự heo. Nghe dơ vãi luôn á. Không hương hoa tiết ngọc hết, dặm gì nó hư sao em. Còn mấy cái vàng vàng là gì vậy? Tỏi, ăn được anh. Đó là ngon luôn á. Cái này phải ăn kèm với tỏi. Có ăn lá bạc hà không? Dạ không đâu, nó để trang trí cho đẹp thôi. Rất là hợp bơ. Có bơ. Dạ. Hợp bơ nè.
thơm tỏi, mặn mặn. Thịt cua nữa, rất là ngọt rồi nữa. Nói chung là món này ok, được. Rồi cuối cùng đây là gì? Càng cua chơi đồ hoa hồng. Wow, tên nghe bay bổng quá à. Cái cua này, cái càng này nè, càng bự nhất. Đây, đây cái càng nó chơi đồ gì mà nó bự khổng lồ luôn mấy bạn ơi. Ê, ê, nó mọng nước anh. Nó chơi đồ mà nước nó ra lên láng vậy luôn ha. Nước nó mà nó ngập cái dĩa luôn kìa. Đây đây, chơi đồ là mình phải dùng cái này nè. Mình đập nó. Đập đá. Ok. Em biết anh thích đập mấy cái này á, nên em chừa lại á. Chứ không là em đập luôn rồi. Oh. Nó chơi đồ ra nước ra lại. Ok. Wow. Bự của bạn bàn tay mình luôn nha các bạn. Còn chấm nước sốt này nè. Con này chấm nước mắm hả? Đâu, nước sốt hằng hánh của em. Chấm ít thôi anh, cay lắm đó. Chấm, chấm nhiều cũng không sao đâu. Vậy hả? Ừ, đúng rồi. Ồ. Múc múc bàn, múc bàn. Ừ. Mẹ ơi cay. Còn ngọt cái cay nè. Thịt rất là nhiều và ngọt. Để đến uống nước, uống nước đi mà. Anh đang cảm nhận. Tự mắt nghẹn. À, thịt của con cua này là mình cảm nhận nó ăn là nó không có ngọt thịt cho lắm. Cái loại cua này nó không ngọt thịt cho bạn. Đây em chỉ hấp thôi đúng không? Dạ em chỉ hấp không. Đúng rồi, thịt con cua này nó không ngọt thịt bằng con cua Cà Mau mình đâu các bạn. Nhưng mà ăn cũng ok, nhiều thịt. Đặc biệt là há là bự luôn. Và nguyên con cua này là 18 triệu. Dạ. Rồi tính ra là 6 triệu, 6 triệu, 6 triệu. Wow, có mấy cái chân gì 6 triệu. Súp cua, 7 triệu gửi. Súp cua 7 triệu gửi đúng không? Đâu có gồm có mấy cái chiên nữa mà. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là mình đánh giá cao là cái món chân cua hoàng đế chiên giòn này đó bạn. Hết, nó hết nóng rồi, nó không có xì nhiều khó gì nãy. Nhưng mà ăn với lại cái nước sốt bí tiền này. Ê, mình thử. Rồi, uống luôn. Nó sẽ béo béo, giòn giòn, và thơm. Mình đánh giá cao cái món này. Còn cái bên cua Tasmania thì mình đánh giá cao cái món chân cua sốt bơ tỏi. Ăn nó khá là hợp bơ, ngọt, thịt, rồi thơm tỏi nữa. Nói chung là trong nguyên đám này là chỉ có hai món này là ok nhất. Bởi vì cái món súp cua này nó cũng như súp cua ngoài chợ các bạn bình thường. Chỉ duy nhất là nó có thịt cua hoàng đế, tăng giá trị lên thôi. Đây như là cái... như là cái ly nước này nè, mình dán cái logo Apple vô là lên 10 triệu liền. Ok, bây giờ là tới màn chấm điểm nha bạn. À, sau khi hưởng thức súp cua hoàng đế, chân cua hoàng đế, chơi đồ hoa, rồi chân cua hoàng đế chiên giòn. Và bên đây là cua Tasmania luộc nè. Chân cua Tasmania bơ tỏi và cua Tasmania hạp cẩm. Thì mình chấm là cua Tasmania của cô Quang nó làm là cái hang là 8 điểm các bạn, 8 trên 10 điểm. Nói chung là ăn cũng rất là được. Nhưng mà bên của cua hoàng đế thì mình quyết định chấm là hơn nửa điểm, 8,5 điểm cho bên cua hoàng đế thắng. Thắng vì cái món chân cua tẩm bột chiên giòn. Cái món này ăn rất là ok luôn. Wow. Yeah. Nó không có ngán. Yeah. Và đặc biệt là cái món cái nước chấm này nè, rất là ok luôn, cay cay, béo, thơm. Cua hoàng đế thì tụi mình ăn khá là nhiều các bạn. Thì mình cảm thấy là cái chân cua hoàng đế mà đem chiên giòn, tẩm bột chiên giòn, chấm với cái nước sốt bí tiền của Hương ăn rất là ok nha. Nên quyết định kèo này là bên đội Hương thắng.
bên đội của cô ăn thì cũng tất nhiên là cũng có rất là sáng tạo, cái món sốt này cũng rất là cay, nhưng mà không phải nào bằng được cái món càng cua này nha các bạn. Rồi trao cúp em đây. Yeah. Ok. Cô không có một phát biểu gì không? Game là dễ anh. Game là dễ hả? Em nhường đội bảnh thôi, chứ dăm ba mấy này hắn hoài chén lắm. Nhìn phó bếp em cái. Em rút kinh nghiệm cho lần sau. Cái này thì có thể là như phó bếp đã nói em nhường thôi. Wow, rút kinh nghiệm lần sau nhường thôi. Ok, nói chung là tụi mình là mua thử cái con cua Tết Mania về và làm cái clip nấu ăn cho vui nha các bạn. Chứ thắng thua không có quan trọng. Bây giờ là tắt video thì cả đám bù vô ăn thôi. Ok, nói chung là mình kết thúc video tại đây. Bạn thích video của tụi mình thì đừng quên để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những clip giải trí như clip nấu ăn khác nha. Tạm biệt các bạn. À cho Bảo quay thêm chút nữa mấy đứa ăn ấy vô. Ok. Ok anh cứ vậy. Này này cho Bảo cho Tú cái micro ra. Rồi. Tú không chịu không? Em cũng được.